phòng với làm mặt khải này kia luôn, nó tầm cỡ 44 triệu anh. 44 triệu ha. Dạ. Cái này là cửa Đài Loan hay là mặt khải? Mặt khải anh, mặt khải. Thì mấy chú mua tính sao thì tính, chứ tôi bây giờ tôi mừng quá à, tôi không biết nói sao nữa. Tính sao tính? Tính sao tính vậy? Thì được mình Hùng Quân cho cái nhà thì tôi rất là mừng. Cảm ơn mình Quân nhiều. Với các anh em giúp đỡ cho tôi. Muốn khóc rồi kìa. Sao muốn khóc rồi? Ăn sao con cá khóc rồi sao? Không có. Hồi đó giờ có khóc không chú? Chú ơi. Ơi. Đồ bự ha. Lưới này lưới mấy phân chú? 7 con luôn, 2, 4, 6, 7 con. Vậy là 7 người 7 con. Ai bự ăn con bự, ai nhỏ ăn con nhỏ. 5 con mè dinh, 2 con cá dảnh. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quyền dị thủy của tỉnh Hậu Giang. Và ngày hôm nay thì không những là ba anh em mà có mặt của anh Vũ Thợ Sắt, một người thợ chạy từ Đồng Tháp đến cái vùng đất Hậu Giang này. Anh Vũ ơi, hồi đó giờ có đi xuống đây lần nào chưa anh? Chưa, anh mới đi lần đầu. Cảm giác sao? Cảm giác cũng vui. Vui. Thưa với cô bác quý anh chị, sở dĩ anh Vũ có mặt ở tại đây á, vì ngày hôm nay thì sẽ nhờ anh Vũ dự toán thử cái ngôi nhà này, cất là sửa lại cái phần ở trên á là bao nhiêu tiền. Anh Vũ ơi, thì cái ngôi nhà này thì nãy giờ anh đo đạc á, thì chiều dài bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu, và nếu như mình chỉ sửa phần tiền chế ở trên thôi á thì là bao nhiêu tiền ha anh Vũ? Cái này dài nó mừ anh. Xích vô đi ha. Dài dài 10 mét, ngang 5 mét. Ngang 5 dài 10. Dạ. Dạ. Nếu như mà mình chỉ sửa lại cái phần ở trên, thay lại phần Sài Gòn với lại sắt, thì dần thiết luôn á, giống như nhà cốt nhất vậy á, thì dự tính là khoảng bao nhiêu tiền anh? Coi như hết luôn, phòng với là mặt khải này kia luôn, nó tầm cỡ 44 triệu anh. 44 triệu ha. Dạ. Cái này là cửa Đài Loan hay là mặt khải? Mặt khải anh, mặt khải kẽm cũng tựa tựa như thế này nè, nhưng mà xong kẽm. Dạ. Còn nếu như cửa Đài Loan thì sao? Cửa Đài Loan thì nó mất thêm 4 triệu nữa. Là 48 ha. 48 triệu. Nhưng mà thấy là mặt khải như thế này thấy nó vẫn đẹp đúng không? Dạ, cũng đẹp mà chắc chắn. Dạ. Nó bền á. À, nhà này thì chắc có lẽ là phải, nếu như mà muốn cho nó mát thì mình phải đóng thêm cái la phong. Dạ. Đúng không? Mát thì đóng la phong. Lao phong nữa thì nó mát. Mình khởi công nhà này, nếu như mà khởi công á thì sẽ bao nhiêu lâu sẽ hoàn thành? Nếu như trời không mưa gió thì tụi em làm cỡ 2 ngày. 2 ngày thôi. Dạ. À, ở trong là mình làm một cái cửa phòng giống như của anh Tú luôn ha. Tú. À. Thông tin với cô bác quý anh chị thì hiện nay thì Bùi Hồ cũng nhận được số tiền sửa nhà cho nhà của chị cô của cô là nội của bé Kim Chi á, thì cũng kha khá rồi. Và ở trên này là cô bác anh chị thấy không, dừng bằng những cái màn này nè, nó rất là tạm bợ, và thậm chí là mưa thì nó cũng dột rất là nhiều rồi. Còn cái phần tôn là ở trên đó là mình thay mới hết luôn đúng không anh? Toàn bộ mình xài mới hết luôn á. À, nhà lớn là mình làm mới hết luôn. Dạ. Còn nhà cũ thì mình đem phần này xuống ở cái nhà cũ mình sửa cái bếp lại. À, cái nhà này dỡ ra lâu không anh? Nhà này dỡ ra cũng nửa ngày á. Nửa ngày hả? Dạ. Thôi bây giờ mình vô trong đi ha anh Vũ. Trời không mưa thì em làm mau, sợ trời mưa á. Tổng cộng thì cái phần tiền chế ngôi nhà này là 44 triệu. La phong thì nó khoảng nhiêu tiền nữa anh Vũ? La phong chắc tầm với 5 triệu và 5 triệu ngoài à. Vậy hả? Là 49 triệu. Dạ. Cũng có 50 triệu. Rồi, lại đây ngồi đi. Anh ngồi đây đây luôn đi ha anh Vũ ha. Chào cô chú. Hôm nay là, đây là anh Vũ Thợ Sắt. Dạ. Thì ngày hôm nay thì anh Vũ có mặt ở đây để mà đo đạc cái ngôi nhà mình, để biết sửa lại cái ngôi nhà của mình đó. Thì cô chú có chịu không? Rất mừng. Mừng lắm luôn chứ chịu gì nữa. Dạ. Thì dự định đó là nhận được bao nhiêu thì mình sẽ làm bao nhiêu, và mình sẽ làm lại cái phần ở trên này là toàn bộ là bằng tôn hết. À, dừng tôn lại rồi làm cái phòng cho bé Kim Chi ngủ học bài đồ đó cho nó không có bị ồn. À, thì ý của cô chú như thế nào?
mấy chú mà giúp đỡ được cái nào thì tôi mừng cái nấy đó, chứ giờ đâu có ý kiến gì đâu. Dạ. À, nếu như làm á thì sẽ ngày mai này sẽ khởi công luôn. Thì ở nhà chú có ai sẽ là người dọn dỡ ra bớt không? Anh Vũ cho nó đặng mà con thi công cho nó mau quá. Dạ. Tại vì khuya nay lính con xuống. Là nếu như cái nhà mình bữa nay mà dỡ xong thì sáng ngày mơ nó tóc hành nó làm luôn. Vậy đó hả? Dạ. Nếu như mình không có độ dỡ thì mơ mấy thằng lính xuống nó làm hay hết buổi rồi. Nên nó trễ thời gian lại. Chú nhắm có ai tiếp mình dở không? Có anh tôi này chứ có ai đâu. Hai vợ chồng tôi làm lần lần. Hai vợ chồng làm lần lần. Trời. Ừ, hai chồng tôi làm. Dạ hả? Là giờ tiếp phụ với chú là dở mấy cái vách này ra phải không? Trước tiên thì bây giờ chú giờ tủ bọng gì hết đi. Tủ hả? À, đầu ha. Dạ. Mà mình dở được cái nào thì dở. À. Đừng rồi mấy con xuống mình làm cho nó mau lẹ thêm chút vậy. Rồi. Sợ trời mưa gió nè. Mình chỉ dỡ phần nhà lớn thôi, còn phần nhà sau để mình ngủ. Dạ. Đúng không anh Vũ? Đúng rồi. Cái phần nhà lớn này thôi nha. Dạ. Còn nhà sau thì để mình ở sau mình ngủ. Và khi nào mà làm cái phần nhà lớn xong á, cái phần tôn á ngoài trước này còn á thì mình dỡ ra đằng sau. Tôn hay dắt gì đó là mình chỉ làm cái phần nhà lớn thôi. Ngang 5 mét dài đến cái phòng của bé Kim Chi đang ngủ á. Còn cái tôn ở trên mà nó dột á thì sẽ dờ cái phần tôn này xuống dưới cái phần nhà cũ, đúng không anh Vũ? Dạ. Đó, thì cô chú thấy được không? Vậy là như thế này, ngày mai này anh Vũ sẽ, hôm nay là xuống đây đo đạc. Xong thì khuya, chiều nay phải trở về lại Đồng Tháp. 2 giờ khuya, 2 giờ sáng tới nè. Anh Vũ cùng với lại 5 người sẽ xuống đây tiến hành khởi công luôn. Bất ngờ không chú? Bất ngờ. Bất ngờ luôn. Dạ hả? Giờ chú này đi lên đi xuống đường xa quá rồi, ông ấy thì nghỉ đây luôn cũng được hả? Không phải, tại con về trễ anh còn sắp xếp đồ cho lính đi xuống nữa. Dắt đem xuống. Xe đồ xuống nữa, dắt xuống nữa, dạ. Đâu biết chỗ đâu. Dạ. Là chiều nay là tụi con cũng phải về nè, ngày mai xuống tiếp nè. Không có gì về, ngủ đây đi. Ngủ đây. Không, tại có công việc ở nhà. Mẹ điện mẹ bà hỏi bà ở nhà về ba bữa rồi bà nói mày dọn lên đi, gì hỏi tao nữa. Nên nhà trên đó ở nhà 2-3 bữa. Ngôi nhà này cũng một hết rồi. Mà tạm bợ dở ra chứ cũng không có gì nhiều rồi, đúng không anh Vũ? Dạ. Cái nền là ngày xưa là sao chú? Cái nền dập của mình nè. À. Ngày xưa có đâm le gì không? Không. Mà đi nó cũng có nền cứng sẵn, hồi đó cũng có đổ đá 46 không? 46. Có đổ đá 46 sẵn rồi đúng không? Anh Vũ thấy nền sao? Tại súng lại 4-5 người. Tây nó cũng có điều tai thôi chứ không phải. Chắc nó sợ là sợ mấy cái dòng thành này nó xây nè. Dòng thành thôi ha. Dạ. Dòng thành là xây gạch chứ đâu có đổ đà hả chú? Không à. Dạ. Sợ là sợ vậy đó. Cho nên nữa em mất cái tuốt ở ngoài mà lúc ở dưới á. Rồi mới câu sắt lên. Cho nó cứng. Được là làm ở trên này giống như mấy nhà khác ha. Dạ. Nhưng mấy nhà khác người ta đổ này kia thì có cái cấy râu vậy nè, mình hàn vô là nó rất là cứng. Cái nhà của cô chú là ngày xưa ai đi điện vậy? À? Ai đi điện? Điện ở trong nhà mình đó. Điện nhà này chắc ai tự đi. Điện của ổ điện của nhỏ em đó cho. Nhưng mà chắc tự đi quá. Cũng như ai đi đường điện. À, ai cho cô xài dẫn điện vô giùm á. Dẫn điện thợ xong á. Không phải đi đường điện ở trong nhà á cô. Thôi vậy là tự phát à. À vậy là mướn thợ. Đầu hai chồng không biết làm gì chưa. Cái vụ điện là thua. Điện mà thua. À, cái này là khoảng 2 ngày xong hả anh Vũ? Nếu không mưa gió. Dạ, nếu như không mưa gió là 2 ngày á. Dạ. Vật tư ở đây nó có mắc hơn trên mình không? Nó cũng chênh lệch có 5-6 ngàn. 5-6 ngàn cũng rẻ ha. Dạ. Đi gì thì thợ lính rồi sao? Thì mình cho tiền nó thêm. Cho tiền thêm hả? Dạ. Chứ mình lo cho nó ăn ngủ hết. À. Dạ. Vậy là anh phải trang trải mấy cái chuyện đó. Dạ. Họ thấy từ Đồng Tháp xuống đây bỏ chạy xuống đây để cắt nhà, thấy hoàn cảnh coi hoàn cảnh của cô chú á. Rồi thấy thương rồi chạy xuống đây cắt nhà luôn. Rồi sao chỉ biết cười không ạ? Thì
mấy chú tính sao thì tính chứ tôi bây giờ tôi đi mừng quá rồi, tôi không biết nói sao nữa. Tính sao tính? Tính sao tính? Ngày mai dỡ nhà ra nè, rồi ton đồ để đâu? Cái chú đồ có dự tính đồ không? Ton người cây đồ để đâu? Ở đây đường rất nhỏ. Mỗi cái mình đó thôi. À, kế bên, bên ha, có hỏi người ta chưa? Đem lên sân luôn. Lên sân nhà trên á, à. Đi chỗ sân trống. Để con chứ để đó luôn, rồi cái nào mình cần thiết chạy thì kéo xuống. Chứ để mình đó mưa xịt. Với người mơ sắt với ton đồ mới người ta đem lại đó. Chú để chỗ nào thì dùm. Gỡ trong đó ha. Bây giờ dạ. Chú cứ chỉ người ta con cho số điện thoại của cô rồi đó. Thì nãy hình như có cái anh đó anh điện nè. À, thì chú cứ chỉ người ta rồi mình coi mình giữ nha. Dạ. Dạ rồi tại đây ở xa không à. Rồi xong cắt ở lại một đêm là phải về Vị Thanh ngủ. Dạ. Đúng không anh Vũ? Anh em phải về Vị Thanh ngủ ăn uống ở trên đó rồi chạy nào cắt thì sáng chạy xuống đây. Dạ. Thấy tự nhiên cái có ngôi nhà mừng dữ không? Mừng. Mừng như trúng số không? Muốn rơi nước mắt luôn á đó. Dạ hả? Sao rơi nước mắt? Tại vì quá mừng, xúc động. Xúc động. Hồi đó giờ ước mơ là được vậy không chú? Hồi nào giờ người ta cho cái này là quý lắm rồi đó. À. Chứ hồi nào hồi lúc mà tôi cắt toàn là cây tạm rồi chung chưng còn chứ đâu có vụ này đâu. Bây giờ là chơi sắt hết luôn á, chơi sà gồ luôn á. Chơi sắt nữa là ngon rồi còn gì nữa. Hồi đó từ nhà lá lên nhà cây bây giờ lên nhà sắt hả? Mai mốt giờ là chuẩn bị lên nhà tường luôn á. Sắt là chắc cũng hết đời tôi rồi đó. Cái nhà này chắc cũng qua hết rồi. Tại vì cô nói là cô cũng bệnh nhiều lắm. Cô cũng lo lắm. Tê tay gì đủ thứ á. Bả đi mua thuốc uống hoài mà không biết bớt chưa. Ơi bớt bớt nè. Hơi bớt bớt à. Có muốn đi khám, à quên nữa, cô chú chưa có bảo hiểm đúng không? Dạ. Chưa có bảo hiểm y tế đúng không? À, anh Lê Quang Nhiêu sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cô chú luôn. Trời ơi, vậy nữa đó hả? Dạ. Quá trời vậy. Quá trời, không chịu nhận thôi. Ừ, thấy ngại. Có mừng quá, không biết để nó làm sao. Quá trời, tức đâu là không chịu nhận. Giờ giúp rồi, chuyến này rồi, tới gì mà ta nói thường người ta nói ơn đền quan trả rồi ơn này làm sao mấy chú ở xa quá làm sao tôi đền. Mấy cộng rau muống là được rồi. Với mấy con cá mè Vinh thôi. Chứ là sao? Chứ có gì trả đó chứ. Chứ đơn giản quá, nói gì rau muống nó quá đơn giản. Chứ hôm qua đòi thịt bò không cho mà. Nói chơi vậy thôi chứ cái tình với nhau nó quan trọng hơn là cái việc ăn uống. Ăn uống thì nó không thành vấn đề. Nhưng mà quan trọng là cái tình cảm với nhau. Bà nội nuôi sao mà cháu Kim Chi mà nó học thành tài ra thành tài được là đó là trả ơn rồi đó. Trả ơn quý mạnh thường quân rồi đó. Đúng không anh đâu? Đúng rồi. Chứ còn việc là tụi con chỉ là kết nối thôi. Chỉ là người hỗ trợ kết nối giữa những cô chú có điều kiện giúp cho san sẻ với những người không có điều kiện giống như cô chú nè. Lấy sức khỏe cho bé. Rồi thợ thầy đi xa như thế này có khó khăn gì không, tâm sự gì nói. Cũng khó khăn gì cũng phải cố gắng nên mà đi làm cho cô chú có cái căn nhà mới để mà ở. Dạ. Trong mùa trong nắng. Xe có dạ. Ngoài không dạ. Vô không đâu. Dạ được rồi đấy. Dạ được rồi chú. Bây giờ nguyên gia đình của cô chú này là tính là chỉ có cái chiếc xe đạp thôi trời. Dạ. Đâu có gì đâu quý là cái chiếc xuồng. Đâu có chiếc xe gắn máy gì đâu đúng không chú? Không. Có biết chạy xe gắn máy không? Chạy xe đạp nữa làm gì có xe gắn máy. À mà bơi xuồng thì giỏi ha. Biết cái vụ bơi. À hồi đó ở dưới sông gắn bó dưới sông không chứ đâu có chuyện là ở trên bờ đúng không? Mà nghe nói hồi qua là kiếm được 3 con cá mè Vinh, sáng nay kiếm thêm được 3 con nữa hả? Được 3 con nữa. Là được 6 con. Là 6 người ngựa 1 con. Dạ. Chứ là sao? Thì mặn lên đó bao nhiêu thì mình ăn hết thôi. Dạ hả? Bây giờ cho coi được không? Được. Dạ. Đáp rồi nói nghe cá là thôi. Không có ai mà ở đâu thì ba bạn nổi rồi đó. Đây 6 con. 6 con 7 con. Rồi. Là chưa mặn luôn hả? Chưa. Dạ. Tính đi làm 10 cái cá mà Vinh mình làm trước nó chết quá không ngon. À mình đâu đâu lấy ra đổ ra cái gỗ cho cái sọt về. Cô bằng luôn đi. Đâu cho coi thử coi. Mấy cái chắc con cá mè Vinh bự lắm á. Đó, thấy này đẹp thì đi vô trong lấy cái xô. Đi vô trong lấy cái xô. Có con có đó hả? Vô trong mà buồn lấy. 6 con.
Cá mè Vinh này kho. Ừ. Lạc ấy. Muốn kho hay là chiên? À. Muốn làm gì đó làm. Chiên nó ngon hơn á. Dạ. Chiên có chuyện ngon hơn. À, chiên ngon hơn thì chiên. À. Không mà mấy ý mày thích mấy chú khẩu vị của mấy chú á chứ. Không gì cũng được á. Ăn gì cũng được á. Dạ, muốn làm sao đó làm. Kho thì sương hơi nhiều. Cái mè Vinh này đặc biệt là kho nước dừa là ngon luôn. Đúng rồi, chiên nó ít xương hơn. Cái bọt nó ăn cây đủ mình. Tôi báo quý anh chị nói đừng nói YouTuber này quá trời, người ta có 6 con cá mè Chinh, có 6 con cá mè Vinh mà cũng lại ăn cho được bằng được. Nó bự ha. Lưới này lưới mấy phân chú? 7 con luôn, 2 4 6 7 con. Vậy là 7 người 7 con. Ai bự ăn con bự, ai nhỏ con nhỏ. 5 con mè Vinh, 2 con cá dảnh. Rồi, cá dảnh luôn, bởi sông miền sông nước là biết đó. Cá dảnh là cá nào? Đó, cái hai dạ. Con cá dảnh, con đó với con bên kia. Cá dảnh nó xương nhiều đúng không? Hai con cá xương nhiều mà thịt nó ngọt, nó ngon. À. Trời ơi, văng lưới mấy ngày mới được mấy con này vậy? Trời, mới có ngày hôm qua đó với hồi kia tôi nghe mấy chú hô để lại ăn đó, ngủ không được. Trời ơi. Xuống thả lưới đâu 5-4 dạo vậy đó, được 3 con, 4 con nữa rồi lên. Rồi, bây giờ lưới còn ngâm ở dưới sông không? Kìa, còn dưới xuông kìa. Là giờ dở lên rồi. Dở, chừng nào mình muốn thả thì nhảy xuống bơi mình thả. À, thả rồi bao lâu mình mới quay lại mình thăm? Mình thả đây nè, trâu xuống tới xuống bên đó đó, cái xà lan đó. À. Là mình cuốn. Dạ. Nhưng mà thả xuống chưa hết lưới, gặp xà lan tới thì mình cũng phải cuốn luôn. Để nó chạy cái ấy đó. Banh lưới hết. Tay lưới đó mua nhiều? Tay lưới đó, được rồi, vợ tôi sắm không biết nhiêu tôi quên rồi. À, vừa chạy vừa lưới đồ luôn là tính ra cũng gần 600. Trời ơi, 600 ngàn thả đủ ăn không? Vậy đó à, chứ mà chú ơi, thả tới mình gấp tay lưới là chưa có đủ tiền mua lại cho lưới khác. À. Chứ không có rồi làm sao vậy? Lấy gì mua tiền mua cá ăn? Gạo là vẫn còn đúng không? Dạ còn. Dạ gạo người ta cho. Người ta cho. Còn cá là mình ăn dưới sông, còn rau là trồng. Dạ. Vậy là đâu có tốn gì đâu. Ngày hôm nay khách đến nhà cũng đâu có tốn đồng nào đâu nha. Không có tiền. Nhưng mà ăn gì là buồn không? Tụi con ghé ăn gì buồn không? Dễ gì buồn, mừng chứ buồn gì. Lâu lâu mới có gặp khách quý mà dễ gì buồn. Có 6 con cá người ta ăn được 2 ngày, 4 người vô ăn hết rồi còn có 1 mũi à. Ủa, tình thương mến thương mà đâu có nói cái vụ mà ít nhiều. Nhưng mà có 6 con cá đây để cho 3 người ta ăn được 2 ngày đúng không? Mình sống rồi cũng phải biết chia sẻ chứ để dành là ăn mà phải coi mình ra gì. Chia sẻ cho vợ chồng gia đình tôi là cái quý giá nhất mà chẳng lẽ bữa cơm mà chia sẻ mà tính tới vậy hả? Hồi tối này mấy giờ thức là đi thăm lưới rồi? Hôm tôi thức chắc 2 giờ. Thật ra là anh em của tụi mình tự nhiên cái làm nên tội rồi. Mình nói ghé ăn cơm cái thành nữ là chú thức buổi khuya ngủ không được. Tại, lo lắng không có đồ đãi khách. Nói không để cho cái nhà rồi mừng quá rồi nằm thao thức ngủ ngủ không được. Là mừng, là lo con cá hay là mừng cái nhà? Mừng cái nhà rồi để ngủ không được rồi thôi để đi xuống xuồng mình đi kiếm ít thêm ít con nữa cho mấy chú lại dùng bữa cơm. À, vậy là nghe được cái nhà là tự nhiên cái tâm tư của mình là vui sướng đúng không? Yeah. Mình mừng. Tại hồi đó giờ mình cũng không nghĩ là được có đúng không? Dạ. Yeah. Nông dân chắc phát ha. Đầu rồi, tóc hoa râm hết rồi, bây giờ mới được cái nhà cho nó là lặng chút xíu ha chú ha. Dạ. Nếu như mà không có sự hỗ trợ thì chú có nghĩ rằng là mình bao lâu mình mới sửa được lại được cái nhà không? Cái đó là kệ không rồi đó. Kệ tới đâu tới chứ biết sao vậy. Đâu có mơ ước hả? Mơ ước cũng không nổi chú ơi. Dạ. Hôm nay là cô bán được nhiêu tiền? À, được 84 ngàn. Có chờ rau muống lại không? Tôi đi bẻ chút xíu. Đi bẻ ở đâu? Bẻ chỗ hôm qua đó. Giờ này đi bẻ tiếp hả?
ghi à, mình vô mẹ mẹ vô. Ba sợ mình thấy nó đau hồi đi dắt thì mình. Ừ. Nhổ chút xíu. Đi nhổ gì à, nấm mình ăn á. Dạ. Dạ tôi uống chiên. À chú chiên hả? Biết nấu cơm luôn. Chạy ra ngoài chưa đâu, chị sư nhổ vô cái là bắt đầu là sắc xào cái xong. Ừ. À, cô chú có lời nào muốn nói gửi đến quý mạnh thường quân không? Có nào gửi lời cảm ơn nào không? Cô chú nói trước đi. Có, tôi thì được mạnh thường quân cho cái nhà thì tôi rất là mừng. Cảm ơn mạnh quân nhiều. Với các anh em giúp đỡ cho tôi. Muốn khóc rồi kìa. Sao muốn khóc rồi? Khóc. Ăn sao con cá khóc rồi sao? Đâu không có. Hồi đó giờ có khóc không chú? Chú ơi. Ơi. Khóc luôn không dám nhìn lên luôn rồi kìa. Chú, nhìn con nè. Chú muốn khóc rồi dạ? Tại xúc động quá nói không được không. Chú hiền á. Ừ. Sao xúc động? Tại vì mấy chú cho được cái nhà mừng quá rồi xúc động. Ừ. Có nhiều cô chú anh chị nói là tại sao không đợi cho đến gần lâu lâu họ cất, tại vì ngôi nhà bây giờ nó dột hết rồi, mùa mưa đến rồi không sửa liền thì cũng không được. Với lại thứ hai là cái anh thợ sắt á, anh sửa nhà này xong là xuống nhà bé Tú luôn đó, là nữ phải làm cho càng sớm càng tốt ha anh Đồng ha. Rồi nãy giờ cô đang nói chuyện một hồi thì cô cũng đã làm xong cá. Ở đây có cua nữa kìa. Cua kìa. Cua này là ở đâu có chú? Tôi được hai cái giớt dở ngày qua. À, đâu dở cua cho con coi được không? Cua ốc. Ốc bu hay là ốc ấy? Ốc lá, ốc bu vàng mình á. À để mình để ăn hả? Không có, bắt đi dành đặt chút. À con càng bự bự không kìa. Nó có con, nó có con cua càng á. Ba con. Ừ. Tiết kiệm đâu có sử dụng phí gì đâu. Khổ ha. Thôi bây giờ lên gặp bé Kim Chi tí xíu đi ha, rồi kết thúc clip rồi chuẩn bị ăn cơm. Ok. À, chào Kim Chi ha. Dạ. À, bây giờ ông bà nội, cô chú các nhà cho rồi kìa, vui không? Dạ vui. Vui sao? Ước mơ thành hiện thực rồi đó. Ừ? Con vui như thế nào nè? Không biết. Con có lên lớp có khoe với mấy bạn không? Không. Sao vậy? Không. Ừ. Rồi mai mốt về nhà có nổi hết dột rồi kìa. Thấy sao? Dạ. Nhà có nổi hết dột rồi kìa, rồi sao? Dạ vui. Vui ha. Sáng giờ ăn gì rồi? Chưa ăn. Sao không ăn? Không đói. Bây giờ mấy chú muốn nghe Kim Chi nói lời cảm ơn cô chú anh chị nè. Con cảm ơn mấy cô chú anh chị cho con cái nhà. À, cho con cái nhà để làm gì? Để không dột. Để không dột nữa. Rồi sao nữa? Để trú nắng. Trúng nắng. Trúng nắng rồi có trúng mưa không? Có. Có luôn ha. Chú không hiểu là mỗi khi mà trời mưa á, ngồi trong cái sọt vậy mưa quá thì Kim Chi làm sao không bị ướt ta? Nội có áo mưa à. Nội có áo mưa ha. Rồi bây giờ Kim Chi có ước mình có một cái máy tính hay là cái gì để mình học cho giỏi lên không? Không. Sao vậy? Không cần. Sao không cần? Học dạy được rồi. Hả? Học dạy được rồi. Học dạy được rồi, không cần gì nữa hết á, đúng không? Dạ. Ừ. Thấy thương quá ha anh Một Đồng. Thấy thương thiệt á. Bé tí à. Đeo cái dây kia nó có xiết cái tay con không Kim Chi? Dạ không. Có xiết cái tay thì nói bà nội tháo ra nha. Dạ. Rồi thôi, chào Kim Chi. Dạ, chào chú. Chào cô chú anh chị đi. Dạ, chào cô chú anh chị. Ừ, cảm ơn. Cảm ơn cô chú anh chị. Rồi sao nữa?
Đã hỗ trợ các nhà cho nội của con. Đã hỗ trợ cái nhà cho nội của con. Rồi, Kim Chi nhớ giữ gìn sức khỏe học giỏi nha. Dạ. Bye bye. Bye bye, cài lấy tay bye bye.